buồn mơn bờ mi em tuôn sầu. Có đáng cay nào bằng anh vội vàng quá mau. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Giờ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người anh yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu buồn màu. Biết anh thương người ấy đã dần nhiều, anh hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen luồng chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Đại gia đình Duy Trinh ơi, anh chị ơi, có một điều gì mà làm Duy Trinh thích thú nhất và để Duy Trinh livestream hàng đêm, anh chị biết không? Một trong những comment tuyệt vời nhất mà Duy Trinh đã có ngày hôm nay và bấm like, bấm tim, chia sẻ và ủng hộ hai anh em là anh chị ơi. Anh chị ơi, một ca đầu tiên của chúng ta đâu, bấm like luôn. Những anh chị nào vô bấm like luôn để Facebook nó hiểu là nội dung này ok. Bấm luôn nào. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đáng cay nào bằng em vội vàng quá mau? Người con gái đang đi bên anh là người như thế nào? Giờ người ta không yêu thương anh, em biết phải làm sao? Nếu một ngày người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu buồn màu. Biết anh thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen luồng chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Nếu một ngày người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn cho em giá buồn mà. Biết anh thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quay luồng chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Anh em xin chính nhật lệ chào tất cả cô chú anh chị đang xem livestream ngày hôm nay ạ. Chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ lễ cực kỳ tuyệt vời và cùng đến với chương trình để có những cái khoảnh khắc đáng yêu nhất nhé. Chúng ta mỗi người bấm chạm nút like chia sẻ cho em một cái về tường cá nhân đi anh chị ơi. Mỗi người bấm chạm một nút like chia sẻ cho anh cái nhắc nhẹ là hôm nay là ngày chúng ta có bắt đầu nghỉ lễ rồi đâu đúng không? Ngày mai. Ủa, ngày mai bắt đầu nghỉ lễ nhở? À, đâu? Như ngày mai anh chị. Ủa phải không? Ngày mai là nghỉ trưa nhở? Đấy. Anh chị ơi, mỗi người bấm cho em một nút like đi ạ, bấm một nút like, một nút chia sẻ đi ạ. Anh chị ơi, và chúng ta cùng đến với những ca khúc hay nhất của Duy Trinh nhá, cùng nhận lệ anh chị ơi. Lâu lắm rồi có thấy hát bài này chưa nhỉ? Quá lâu rồi. Bài nữ hả? Các anh chị muốn bài gì anh chị bình luận đi anh chị. Một ca khúc bản nhạc của anh chị đâu anh chị ạ? Anh chị ơi. Một ca khúc mà anh chị yêu cầu đâu ạ? Bài này em biết không ta? Bài hát này thì quá hay rồi anh chị ạ. Khá lâu rồi không thấy em hát lại đấy. Bây giờ hát lại luôn anh chị ơi. Ủa ngày mốt mới nghỉ à? Hôm nay 31 rồi, mai mùng 1. À nghỉ từ mùng 2 hả? Người hôm qua em thấy là ai đây? Sao anh lại chết lặng như vậy? Một giờ đêm sao anh còn chưa nhắn tin về? Em cứ mãi ngần ngừ chờ ai? Rồi sao? Tại sao yêu đến thế lại gian dối? Con tim em vỡ tan mất rồi. Từng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thôi khi đan bàn tay.
thường trao hết chi dù lại đây thân gầy xem như em tráng bay. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, gương cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại gì cho nhớ ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Em không muốn nghe, em không muốn nghe. Lên đây chị ơi, chia sẻ chưa một ca chín của chúng ta ơi, bấm like cho em đi, chỉ cần bấm like chưa, đã bấm like cho em chưa, trời ơi chưa được 1000 like anh chị ơi, chưa được 1000 like anh chị ơi, bấm like cho em với, thả tim cho em đi anh chị ơi, like like nói anh chị ơi, like mẹ ơi anh chị ơi. Chúng ta chuẩn bị nghỉ lễ rồi, chuẩn bị nhắc nhẹ một cái là sắp lễ rồi chị ơi. Tại sao yêu đến thế lại gian dối, con tim em vỡ tan mất rồi. Từng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa bông tay anh thay áo mới, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thôi khi đan bàn tay. Yêu thương trao hết chi dư lại đây thân gầy xem như em tráng mai. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, vương cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại gì cho nhớ ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Dạy khờ thôi khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chi dư lại đây thân gầy xem như em tráng mai. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, vương cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại gì cho nhớ ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Em không muốn nghe, bấm like luôn anh chị, ở lời gần 1000 like rồi, bấm like cho em ơi, lên 4000 like đi anh chị ơi, mỗi người chia sẻ cho em một nút, chia sẻ đi anh chị ơi, chia sẻ cho em một cái đi. Nhân lễ với đỉnh, cảm ơn Tuki 8, Tuki 1 của chúng ta ơi. Anh chị ơi, một cái câu những cái ca khúc này anh chị, vì lỡ thương nhau chiêu quá gánh mẹ đấy em ơi. Cảm ơn anh chị. Ủa em biết được hát gánh mẹ không? Gánh mẹ em mình, có mình hát một chưa có beat nhỉ? Mình mà có bài beat đấy, nhưng mà hôm nay hết tháng Vu Lan chưa ta? Chưa anh, hôm nay mới có 16 phải không anh chị? Ủa? Hôm qua mê rằm phải không anh chị? Hát hay quá, em cảm ơn tất cả anh chị ạ. Có một cái bài này khá là lâu rồi chưa thấy Lệ hát lại này. Duy Trinh sẽ nhớ những bài nào Lệ chưa hát này. Bài này khó hát lắm anh chị ạ. Đúng không? Khó đúng không? Quá khó. Nhưng mà đố anh chị xem là anh chị còn nhớ bài hát này không ạ? Có ai biết bài này là bài gì đó comment cho em này. Trái ai tim biết Lệ à? Hôm nay 16 hả? Tình đàn vọng qua nỗi tăng tình tăng ơi à tình, giữa nghìn trùng mây xuôi duyên tình ai viết lên lời ca. Hạ thu nhớ cớ sao không còn, cố nhân xưa vẫn chờ, chỉ còn là tích thương hoài vẫn vương nằm tháng đó. Mối tình từng hẹn ước lưu truyền bao kiếp duyên bi sầu, để gặp người khi trước ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian, nơi rừng châu chốn thinh bồng lúc tình ai khiến ta vương tình à. Hỡi thế thái nhân gian luân hồi ai ơi, chẳng khuế mốc là vẫn luôn tìm theo ấy chung nhân tình hạ phàm bánh hoa. Cứ sau khi đã tương phùng duyên đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời, khuế mốc là đã đau nhìn theo đã mà chẳng đáng thay cho sao kia. Huyền theo bất ý nhân tình kiếp sau ta sẽ gặp nhau. Bài gì á? Cổ vũ cho Nhật Lệ và Duy Trinh đi anh chị ơi. Hai anh em ngày hôm nay rất vui ạ. Khuê Mộc Lan, đúng rồi anh chị.
30.000 chai bên này sạch bóng luôn, chỉ để họ còn tặng nên không bán. Bây giờ mua 790 không bán luôn em. Bây giờ ai mua phải năn nỉ mới bán. Đỉnh cấp ơi, đỉnh cao. 4 livestream bán hết 10.000 chai. Còn 20.000 chai hôm nay là bắt đầu bán hết rồi anh chị. 30.000 chai đầu tiên không còn. Tuyệt vời á. Quá đẳng cấp. Mãnh đỉnh. Mối tình từng hẹn ước lưu truyền bao kiếp duyên bị sầu. Để gặp người khi chuông ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian, nơi rừng châu chốn thiên bồng được tìm ai khiến ta vương tình. Hỡi thế thái nhân gian luân hồi ai ơi, chẳng khuế mốc là vẫn luôn tìm theo ấy chung nhân tình hạ phàm bánh hoa. Cớ sao khi đã thương phùng duyên đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời, khuế mốc là đã đâu nhìn theo nước mắt chẳng đáng thay cho sao kia. Huyền theo bát y đơn tình kiếp sau ta sẽ gặp nhau. Chung nhân tình hạ phàm bánh hoa, cớ sao khi đã tương phùng duyên đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời, khuế mộc lan đã đâu nhìn theo nước mắt chàng đang thay cho sao kia. Nguyện theo bát y nhân tình kiếp sau ta sẽ gặp nhau. May quá không phê nốt nào anh chị. Ôi giời tuyệt vời quá, nhưng mà bấm like chậm quá anh chị ơi. Anh chị ơi, lên mỗi người bấm cho em một nút like đi, anh chị đang xem này. Bấm cho em mỗi người một nút like đi ạ. Chẳng lẽ hôm nay làm gì đã nghỉ lễ đâu đúng không? Hôm nay mới là 31 tháng à, đúng không? Đúng rồi ạ. Bấm đủ like để em sập sàn cho anh chị một lần nữa này anh chị ơi. Tuần lễ vàng của Duy Trinh, một trong những cái đợt mà gọi là Duy Trinh mong đợi nhất đã tới, cho nên là mỗi người bấm cho em một nút like đi ạ. Chị em chỉ cần like thôi. Anh chị nào không xem xem có thể bấm like cho em một cái để cho em biết anh chị đang hiện diện và anh chị cảm thấy cái nội dung này ok, nội dung này ok, chấp nhận được để Duy Trinh tại sao Duy Trinh hôm nay không chắc chắn là chắc là sẽ không hát được đâu, cho nên là tại nãy giờ là không dám hát sợ bị chửi. Nói chứ bị mang vốn anh chị ạ. Ngồi đây bảo thấy mắt xem nhiều cơ mà sao hát thì giờ mà cái mình thấy cũng ngại đúng không? Các anh chị bảo vẫn thích nghe Duy Trinh hát đấy anh ạ. Thiệt không? Đúng anh chị, có phải không ạ? Nếu mà đúng anh chị thả like, thả tim hai anh em song ca bà anh chị ơi. Thiệt không anh chị ơi? Ủa sao mình không có remix nhỉ? Cái không phải anh có. Ừ. Có này. Mình có làm remix mà đúng không? Vâng. Nhạc mình bài nào cũng có anh ạ. Quan trọng là anh em mình có cái nhớ ra không? Cái giọng của Duy Trinh là chắc chắn hôm nay sẽ không hát được ấy. Nhưng mà thử cái cho nào. Biết đâu hát được. Cảm ơn anh chị, cắt tóc dễ thương à anh chị. Cảm ơn anh chị ạ. Nàng như một đóa hồng phai, hồng phai hương sắc theo hoan theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cánh rụng rời. Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Nhưng phút năm nay lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi theo môi tim. Sương ngay trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi theo bôi tình. Nàng khóc cho mình toàn giọng mũi không anh chị ơi, vẫn hay anh chị. Về qua đi không mà ngồi nói mà tí thì bay ra là nó lại mở họng anh. Không có đâu, lát nữa nói là không nổi đâu. Thank you anh chị, cảm ơn anh chị. Không hay anh chị đừng còn em đá em tội nghiệp anh chị ơi. Chia sẻ bấm like cho em mỗi 2.000 like rồi quá yêu luôn. Thêm cho em 2.000 like nữa anh chị ơi. Bấm mọi người chị. Bấm like cho em đi. Hồn nhiên ánh mắt của nàng chất chứa buồn phiền. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nỗi trái tim vỡ tan. Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời. Mà đời đâu như trong mơ để lại bơ vơ nỗi đau.
giờ anh quên khi ta có nhau, những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi teo bôi thì dừng lại trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi teo bôi tình. Khi ơi anh quên khi ta có nhau, những phút gần ai lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi teo ngày tháng. Sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi theo mối tình nàng khóc cho mình. Hey! Cảm ơn anh chị, cảm ơn anh chị đã. Cảm ơn anh chị nhiều. Nhưng mà bấm like cho em đi. Hai anh em đẹp quá, cảm ơn anh chị ơi. 2 năm rồi mới comeback quay trở lại anh chị ơi. Sau khi Duy Trinh like được 4 cái live stream ban đêm bán nước hoa, 4 cái live stream Duy Trinh bán nước hoa được 10.000 chai, không có hàng nữa lại nghỉ. Cho nên là sự comeback trở lại của Duy Trinh với một nhãn hàng đó. Một cái nhãn hàng phải nói là Duy Trinh cực kỳ tâm đắc, một cái sản phẩm siêu phẩm của Hàn Quốc, Zermel, một trong những cái sản phẩm top 3 của châu Á, anh chị ơi, trong viện da liễu anh chị nhá. Cái sản phẩm của họ bán ở trong những cái bệnh viện da liễu cực kỳ tuyệt vời luôn. Cho nên là anh chị đến với Duy Trinh để có những cái điều rất tuyệt vời nhá. Và yêu cầu tiếp tục những ca khúc đi anh chị ơi. Anh chị nghe em hát thì thấy nó chán đời chưa? Anh chị thấy thề với anh chị luôn ấy, thiệt. Lại đặc trưng anh ạ. Thiệt luôn ấy, nhưng mà kẻ giọng nó bây giờ nó ra giọng giọng mũi nó cũng dễ thương lắm. Đúng rồi anh. Anh chị ơi, anh chị ơi lên lên những ca khúc anh chị thích nghe đi ạ. Với một ca khúc mà anh chị anh muốn em sống sao à? Em biết bài đấy không lẽ? Toàn bài khó thì anh. Nhưng mà anh chị mà thích thì có thể hát được anh ạ. Cái bài đấy là bài bài anh muốn em sống sao à? Vẫn hay đấy, các anh chị đang cổ vũ hai anh em hát rất là sung với các anh chị đúng không ạ? Quan trọng là anh chị em mình vui. Ok. Sâu trong đôi mắt này. Chơi luôn, chơi luôn lệ. Từ sâu trong đôi mắt này. Mắt này. Anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi trốn đây để anh vừa đến và rồi vội đi? Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy nhưng ngày vui em về bên mơ. Chỉ đến bên anh lúc say, vì hết say em đâu ở đời. Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đó? Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu em như vậy? Thấy anh chị đang hỏi là cho chị cái này cái kia rất nhiều. Rất là hỏi nhiều luôn anh chị ơi, đợi Duy Trinh một tí nhá. Biết rồi, biết là anh chị hỏi ở những cái khác hả ta? Ok. Rất nhiều anh chị đang hỏi. Anh chị đợi hai anh em nhá. Còn thiếu mất một ca mấy like nữa.
Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây cho anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao. Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy nhưng ngày vui em về nơi đâu. Anh chỉ đến bên anh lúc say, vì hết say em đâu ở đây. Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đó. Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy. Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy nhưng ngày vui em về bên anh. Em chỉ đến bên anh lúc say, vì hết say em đâu ở đây. Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đó. Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy. Bấm like anh chị ơi. Trời ơi, Đỗ Văn Công này, để số để địa chỉ làm gì được Công ơi. Ok, để số được rồi, đẹp không ạ anh ơi? Chào tất cả anh chị ạ. Tuyệt vời. Bấm like cho em đủ like đi anh chị ơi, đủ like để em sập sàn với anh chị. Hôm nay thì Duy Trinh sẽ ngồi ở đây có những cái điều tuyệt vời cho anh chị luôn, thực sự luôn. Thì Duy Trinh có không muốn ngắt một cái quãng để chúng ta có thể quay trở lại với những cái điều tuyệt vời. Và giọng nay tệ quá thì hát gì trời. Quan trọng là hôm nay em nghĩ là một cái ngày ý nghĩa, các anh chị đang được nghỉ lễ và có lẽ là các anh chị đang chuẩn bị về quê. Ôi cái giọng của Duy Trinh hôm nay về quê thì cũng bị bố đuổi ra ngoài thôi. Không nhận, bố không nhận ra anh. Đúng rồi. Theo em anh thì về, theo em anh thì về, thăm mi lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre ru khi chiều về. Ơi quê ta bánh đa bánh đúng, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dài nắng, phiên chợ nghèo nêu tranh mái xiêu, kia sáng ai như đưa nhau ta thì về, đưa nhau ta thì về, nơi mẹ đưa nôi, nơi sáo diều chơi vơi, với dòng sông bên lỡ bên bồi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua trên, phiêu bạt nơi phồn hoa cá tôi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, và tiêu quê hương ta về, ta về đâu. Anh chị ở cái đoạn đó em phải vô em bè thì lại mới hát được, tại cái đó nó cao lắm anh chị. Tí nữa là... em không về quê luôn ấy. hôm nay tính gánh mà gánh không nổi, đến đoạn đó là gánh không nổi rồi, gánh như chính còng lưng rồi các chị ạ. Nếu mà kín like rồi chị bấm like cho em đi các chị của em, tình yêu ơi, ơi tình yêu, tình yêu của em ơi, bấm like đi ạ. Em cỡ nào cho em được cái hát dở cho nhiệt tình lắm. Về theo em anh thì về, thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre du khi chiều về.
quê ta bánh đa bánh đúng, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu, kia sáng ai như giang chi giang mẹ tôi. Đưa nhau ta thì về, đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nơi, nơi giáo diều chơi vơi với dòng sông bên lờ bên bồi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua trên phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ. Nước qua câu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, và thiếu quê hương ta về, ta về đâu. Nước qua câu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, và thiếu quê hương ta về, ta về. Bị mấy năm bị dòng như này luôn này, bị đâu cả năm ấy, năm mấy hai năm ấy, bây em nhớ là cái cảm giác này rồi, bắt đầu em nhớ này. Chứ bình thường là mấy bài này là em khoái lắm. Hai anh em hát bài này được không anh chị? Mày phải buôn lên nhỉ. Vút vút để giống Hàn Quốc. Về Ninh Bình, đại lễ 2 tháng 9, Trinh và Lệ hát bài Bác Hồ cho cả nhà nghe. Bác cùng các cháu hành quân à? Hay là bài gì? Thế anh em mình phải hát một bài Nhạc Đỏ anh ạ. Nhạc Đỏ, giọng hôm nay mà Nhạc Đỏ chắc chết quá. Cái chế, cái chế thương em đi. Ôi, gần 4 ngàn like, gần 4 ngàn like luôn. Tuyệt vời quá cái chế, em yêu cái chế nhiều ghê luôn ấy. Xin cái chế cho luôn, đúng là tình yêu bao la cái. Kiểu giống như thương em mình ấy, cái bấm like liền nữa. Cảm ơn các chế nhiều. Tổ quốc bài gì? Bài mình có bài gì về Nhạc Đỏ phải không? Hay hát bài cái bài Trường Sơn Đông đi. Có hai bài, anh em mình có hai sợi bài. Sợi nhớ sợi thương ấy. Bài nào cũng được anh ạ. Các anh chị thích bài nào thôi ạ. Giọng này đang tệ. Cái bài này mình có nâng không nhỉ? Em không nhớ nữa. Từ từ nha. Từ từ. Từ từ. Biết mình có nâng không ta? Kẻ cha thì hôm nay mình chiến đi. Sợ gì? Cùi mà sợ lờ nữa chứ. Đúng rồi, về quê còn không sợ nữa nào anh chị. À. Ok nhá. Anh chị mà yêu cầu là bọn em không bao giờ. Cùng mắt vọng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thầm, đường xa trận mùa này đẹp lắm. Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây, Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo mỗi bay rừng già cho dài mà tay áo hết dầu rồi em có lấy mang không. Còn em thương bên tay anh mùa đó, nước khe khàn bướm bay lên đó, biết lòng anh say biển đất lạ, là trắng em lo đường chân bom thu. Anh lên xe trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rực rỡ, cay nhanh cây gạt mối riêng tư. Từ nơi em đi sang nơi bên anh, những mình đoàn nối nhau ra tiền tuyến, như tình yêu đôi lời vô tận, là đông Trường Sơn nói Tây Trường Sơn.
hơi cao. Cái bài này hình như là mình không có nâng nhờ. Nhưng mà vẫn đến được Trường Sơn Đông. Hôm nay phải nâng lên để chứ không là cái giọng anh nó giống con vịt. Cố gắng tí nhá, gánh cho Trinh bí. Anh chị gánh hai anh em với chị ơi. Gánh bằng cách là 48 tuổi 1 xem số điện thoại của em 48 tuổi 1 đuôi của em nhá. Bấm cho em nào. Cùng mắc vọng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đâu xa thầm. Đường xa trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy mưa nhiều con đường mà gánh gạo. Bôi bay rừng già cho dài mà tay áo, hết dầu rồi em có lấy anh không? Còn em thương bên tay anh mùa đông, nước khe cạn bước bay lên đó. Biết lòng anh say biển đất là trắng. Anh lên xe chơi đồ cơn mưa, cái gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rừng rỡ, cái nhanh cây gạt mối riêng tư. Từ nơi em đi xa mây bay ơi, những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến. Như tình yêu đôi lời vô tận, là đông Trường Sơn đó Trường Sơn. 4K rồi, đủ điều kiện rồi anh chị ơi, không cần gì. Ngày hôm nay cùng mật võng, phải nói hai anh em mà chiến là gọi là không sợ, gọi là không sợ. Đã quá. Vượt 4.000 like rồi các anh chị ơi, nên 5.000 like đi ạ. Giọng anh này điều yêu thế, trời ơi trời. Giọng giống con vịt chưa? Lâu lắm rồi Duy Trinh mới nhớ lại là ngày xưa Duy Trinh đã bị cái giọng này trong vòng rất là lâu rồi. Duy Trinh quét gót sen đấy. Ngồi ngó gót sen. Ngồi cắn móng tay, rồi cắn móng chân. Làm tí nhạc cho anh chị tỉnh ngủ nhá anh chị ơi. Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoáng rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọng ngào cũng mấy phen, lắng trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, chết sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nói ấy về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy người còn hoài xa cánh xa, một mình trong đêm lắng nghe gió thoảng. Nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoáng rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọng ngào cũng mấy phen, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, chết sót cõi đời này đỏ đen. Chờ người nói ấy về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu
say yên bình. Đầu non quê xó người còn là mấy viễn du, để lại đằng sau tiếng ai thở dài. Hey! Cảm ơn anh chị, các anh chị đang khen nhiều quá anh chị ơi. Buồn mơn bờ mi em tuôn sầu, có đáng cay nào bằng anh vội vàng quá mau. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Giờ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người anh yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muộn màng. Biết anh thương người ấy đã dần nhiều, anh hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen luồng chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Đại gia đình Duy Trinh ơi, anh chị ơi, có một điều gì mà làm Duy Trinh thích thú nhất và để Duy Trinh live stream hàng đêm anh chị biết không? Một trong những comment tuyệt vời nhất mà Duy Trinh đã có ngày hôm nay và bấm like, bấm tim, chia sẻ và ủng hộ hai anh em anh chị ơi. Anh chị ơi, một ca đầu tiên của chúng ta đâu, bấm like luôn. Những anh chị nào vô bấm like luôn để Facebook nó hiểu là nội dung này ok. Bấm luôn nào. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau? Người con gái đang đi bên anh là người như thế nào? Giờ người ta không yêu thương anh, em biết phải làm sao? Nếu một ngày người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muộn màng. Biết anh thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen luồng chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Nếu một ngày người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn cho em giá muôn màng. Biết anh thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quay luồng chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Wow. Hai anh em xin chính nhật lệ chào tất cả cô chú anh chị đang xem live stream ngày hôm nay ạ. Chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ lễ cực kỳ tuyệt vời và cùng đến với chương trình để có những cái khoảnh khắc đáng yêu nhất nhé. Chúng ta mỗi người bấm chạm nút like chia sẻ cho em một cái về tường cá nhân đi anh chị ơi. Mỗi người bấm chạm một nút like chia sẻ cho anh cái nhắc nhẹ là hôm nay là ngày chúng ta có bắt đầu nghỉ lễ rồi đâu đúng không? Ngày mai. Ủa? Ngày mai bắt đầu nghỉ lễ nhở? À, đâu? Như ngày mai anh chị. Ủa phải không? Ngày mai là nghỉ trưa nhở? Đấy. Anh chị ơi, mỗi người bấm cho em một nút like đi ạ. Bấm một nút like, một nút chia sẻ đi ạ. Anh chị ơi. Và chúng ta cùng đến với những ca khúc hay nhất của Duy Trinh nhá, cùng nhận lệ anh chị ơi. Lâu lắm rồi có thấy hát bài này chưa nhỉ? Quá lâu rồi. Bài nữ hả? Các anh chị muốn bài gì anh chị bình luận đi anh chị. Một ca khúc bản nhạc của anh chị đâu anh chị ạ? Anh chị ơi. Một ca khúc mà anh chị yêu cầu đâu ạ? Bài này em biết không ta? Bài hát này thì quá hay rồi anh chị ạ. Khá lâu rồi không thấy em hát lại đấy. Bây giờ hát lại luôn anh chị ơi. Ủa ngày mốt mới nghỉ à? Hôm nay 31 rồi, mai mùng 1. À nghỉ từ mùng 2 hả? Người hôm qua em thấy là ai đây? Giờ
sao anh lại chết lặng như vậy? Một giờ đêm sao anh còn chưa nhắn tin về? Em cứ mãi ngẩn ngơ chờ ai? Rồi sao? Tại sao yêu đến thế lại gian dối? Con tim em vỡ tan mất rồi. Từng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dại khờ thôi khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy, xem như em tráng mai. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, gương cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại giết cho nhớ ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Em không muốn nghe, em không muốn nghe. Lên anh chị ơi, chia sẻ chưa một ca chín của chúng ta ơi, bấm like cho em đi, chỉ cần bấm like chưa, đã bấm like cho em chưa, trời ơi chưa được ngàn like anh chị ơi, chưa được ngàn like anh chị ơi, bấm like cho em với. Thả tim cho em đi anh chị ơi. Like, like nào anh chị ơi, like mẹ ơi, anh chị ơi. Chúng ta chuẩn bị nghỉ lễ rồi, chuẩn bị nhắc nhẹ một cái là sắp lễ rồi anh chị ơi. Tại sao yêu đến thế lại gian dối, con tim em vỡ tan mất rồi. Từng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dại khờ thôi khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy, xem như em tráng mai. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, vương cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại giết cho nhớ mới những lời ngôn tình quá dư thừa. Dạy khờ thôi khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy, xem như em tráng mai. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, vương cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại dịch cho nhớ ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Em không muốn nghe, bấm like luôn anh chị ở lời gần ngàn like rồi, bấm like cho em ơi, lên 4.000 like đi anh chị ơi, mỗi người chia sẻ cho em một nút, chia sẻ đi anh chị ơi, chia sẻ cho em một cái đi. Nhân lễ với đỉnh, cảm ơn Tuki 8, Tuki 1 của chúng ta ơi. Anh chị ơi, một cái câu những cái ca khúc này anh chị, vì lỡ thương nhau chiêu quá gánh mẹ đấy em ơi. Cảm ơn anh chị. Ủa em biết được hát gánh mẹ không? Gánh mẹ em mình, có mình hát một chưa có beat nhỉ? Mình mà có bài beat đấy, nhưng mà hôm nay hết tháng Vu Lan chưa ta? Chưa anh, hôm nay mới có 16 phải không anh chị? Ủa? Hôm qua mê rằm phải không anh chị? Hát hay quá, em cảm ơn tất cả anh chị ạ. Có một cái bài này khá là lâu rồi chưa thấy Lệ hát lại này. Duy Trinh sẽ nhớ những bài nào Lệ chưa hát này. Bài này khó hát lắm anh chị ạ. Đúng không? Khó đúng không? Quá khó. Nhưng mà đố anh chị xem là anh chị còn nhớ bài hát này không ạ? Có ai biết bài này là bài gì đó comment cho em này. Trái tim bên lề hôm nay 16 hả? Tình đàn vọng qua nỗi tăng tình tăng ơi à tình, giữa nghìn trùng mây xuôi duyên tình ai viết lên lời ca. Hạ thu nhớ cớ sao không còn, cố nhân xưa vẫn chờ, chỉ còn là tích thương hoài vẫn vương nằm tháng đó. Mối tình từng hẹn ước lưu truyền bao kiếp duyên bi sầu, để gặp người khi trước ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian, nơi rừng trâu trốn thinh bồng lúc tình ai khiến ta vương tình à. Hỡi thế thái nhân gian luân hồi ai ơi, chẳng khuế mốc là vẫn luôn tìm theo ấy chung nhân tình.
hạ phàm bánh hoa. Cớ sau khi đã tương phùng duyên, đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời. Quê mốc là đã đau nhìn theo, đã mà chẳng đáng thay cho sao kia. Nguyện theo bất y nhân tình, kiếp sau ta sẽ gặp nhau. Mày gì à? Cổ vũ cho Nhật Lệ và Duy Trinh đi anh chị ơi. Hai anh em ngày hôm nay rất vui ạ. Khuê Mộc Lan, đúng rồi anh chị. 30.000 chai bên này sạch bóng luôn, chỉ để họ còn tặng nên không bán. Bây giờ mua 790 không bán luôn em. Bây giờ ai mua phải năn nỉ mới bán. Đỉnh cấp ơi, đỉnh cao. 4 live stream bán hết 10.000 chai. Còn 20.000 chai hôm nay là bắt đầu bán hết rồi anh chị. 30.000 chai đầu tiên không còn. Tuyệt vời á. Quá đẳng cấp. Mãnh đỉnh. Mối tình từng hẹn ước, lưu truyền bao kiếp duyên bi sầu. Để gặp người khi chuông ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian, nơi rừng châu chốn thiên bồng, được tìm ai khiến ta vương tình à? Với thế thái nhân gian luân hồi ai ơi, chẳng khuê mộc lan vẫn luôn tìm theo ấy chung nhân tình hạ phàm bánh hoa. Cớ sau khi đã thương phùng duyên, đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời. Khuê mộc lan đã đâu nhìn theo, nước mắt chẳng đáng thay cho sao kia. Nguyện theo bất y nhân tình, kiếp sau ta sẽ gặp nhau. Chung nhân tình hạ phàm bánh hoa, cớ sau khi đã tương phùng duyên, đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời. Khuê mộc lan đã đâu nhìn theo, nước mắt chẳng đáng thay cho sao kia. Nguyện theo bất y nhân tình, kiếp sau ta sẽ gặp nhau. May quá không phê nốt nào anh chị. Ôi giời tuyệt vời quá, nhưng mà bấm like chậm quá anh chị ơi. Anh chị ơi, lên mỗi người bấm cho em một nút like đi, anh chị đang xem này. Bấm cho em mỗi người một nút like đi ạ. Chẳng lẽ hôm nay làm gì đã nghỉ lễ đâu đúng không? Hôm nay mới là 31 tháng à, đúng không? Đúng rồi ạ. Bấm đủ like để em sập sàn cho anh chị một lần nữa này anh chị ơi. Tuần lễ vàng của Duy Trinh, một trong những cái đợt mà gọi là Duy Trinh mong đợi nhất đã tới, cho nên là mỗi người bấm cho em một nút like đi ạ. Chị em chỉ cần like thôi. Anh chị nào không xem xem có thể bấm like cho em một cái để cho em biết anh chị đang hiện diện và anh chị cảm thấy cái nội dung này ok, nội dung này ok, chấp nhận được để Duy Trinh tại sao Duy Trinh hôm nay không chắc chắn là chắc là sẽ không hát được đâu, cho nên là tại nãy giờ là không dám hát sợ bị chửi. Nói chứ bị mang vốn anh chị ạ. Ngồi đây bảo thấy mắt xem nhiều cơ mà sao hát thì giờ mà cái mình thấy cũng ngại đúng không? Các anh chị bảo vẫn thích nghe Duy Trinh hát đấy anh ạ. Thiệt không? Đúng anh chị, có phải không ạ? Nếu mà đúng anh chị thả like, thả tim hai anh em song ca bà anh chị ơi. Thiệt không anh chị ơi? Ủa sao mình không có remix nhỉ? Cái không phải anh có. Ừ. Có này. Mình có làm remix mà đúng không? Vâng. Nhạc mình bài nào cũng có anh ạ. Quan trọng là anh em mình có nhớ ra không? Cái giọng của Duy Trinh là chắc chắn hôm nay sẽ không hát được ấy. Nhưng mà thử cái cho nào. Biết đâu hát được. Cảm ơn anh chị, cắt tóc dễ thương à anh chị. Cảm ơn anh chị ạ. Nàng như một đóa hồng phai, hồng phai hương sắc theo hoan theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cánh rụng rời. Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình, vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút năm nay lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn, dưới chân nàng, dưới chân nàng, là cả tuổi xuân trôi theo môi tim. Sương ngay trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn, dưới chân nàng, dưới chân nàng, là cả tuổi xuân trôi theo môi tim. Nàng khóc cho mình, toàn giọng mũi không anh chị ơi. Vẫn hay anh chị. Về qua đi. Không mà ngồi nói mà tí thì mày già lắm đó. Lại mở họng anh. Không có đâu, lát nữa nói đâu nổi đâu.
Thank you anh chị, cảm ơn anh chị. Không hay thì anh chị đừng còn em đá em tội nghiệp anh chị ơi. Chia sẻ bấm like cho em mỗi 2000 like rồi, quá yêu luôn. Thêm cho em 2000 like nữa anh chị ơi, bấm mọi người đi. Bấm like cho em đi. Hồn nhiên. Ánh mắt cô đang chất chứa buồn phiền. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nỗi trái tim vỡ tan. Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời, mà đời đâu như trong mơ để lại bơ vơ nỗi đau mình em. Khi em như hoa nhạt đồ, anh quên khi ta có nhau những phút ân ai lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi teo bồi tình. Dừng ai trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trong, mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi teo bồi tình. Khi ơi anh quên khi ta có nhau những phút gần ai lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi teo ngày tháng. Sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi theo mối tình nàng khóc cho mình. Hey! Cảm ơn anh chị đã. Cảm ơn anh chị nhiều. Nhưng mà bấm like cho em đi. Hai anh em đẹp quá, cảm ơn anh chị ơi. 2 năm rồi mới comeback quay trở lại anh chị ơi. Sau khi Duy Trinh like được 4 cái live stream ban đêm bán nước hoa. 4 cái live stream Duy Trinh bán nước hoa được 10.000 chai, không có hàng nữa lại nghỉ. Cho nên là sự comeback trở lại của Duy Trinh với một nhãn hàng. Đó. Một cái nhãn hàng phải nói là Duy Trinh cực kỳ tâm đắc, một cái sản phẩm siêu phẩm của Hàn Quốc, Zermel, một trong những cái sản phẩm top 3 của châu Á, anh chị ơi, trong viện da liễu anh chị nhá. Cái sản phẩm của họ bán ở trong những cái bệnh viện da liễu cực kỳ tuyệt vời luôn, cho nên là anh chị đến với Duy Trinh để có những cái điều rất tuyệt vời nhá. Và yêu cầu tiếp tục những ca khúc đi anh chị ơi. Anh chị nghe em hát thì thấy nó chán đời chưa? Anh chị thấy thề với anh chị luôn ấy, thiệt. Lại đặc trưng anh ạ. Thiệt luôn ấy, nhưng mà kẻ giọng nó bây giờ nó ra giọng giọng mũi nó cũng dễ thương lắm. Đúng rồi anh. Anh chị ơi, anh chị ơi lên lên những ca khúc anh chị thích nghe đi ạ. Với một ca khúc mà anh chị anh muốn em sống sao à? Em biết bài đấy không lại? Toàn bài khó thì anh. Nhưng mà anh chị mà thích thì có thể hát được anh ạ. Cái bài đấy là bài anh muốn em sống sao à? Vẫn hay đấy, các anh chị đang cổ vũ hai anh em hát rất là sung với các anh chị đúng không ạ? Quan trọng là anh chị em mình vui. Ok. Sâu trong đôi mắt này. Chơi luôn, chơi luôn lại. Từ sâu trong đôi mắt này. Mắt này. Anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để anh vừa đến và rồi vội đi? Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy nhưng ngày vui em về bên mộng. Em chỉ đến bên anh lúc say, vì hết say em đâu ở đời. Em là ai đi qua chốn này,
còn anh là ai trong cuộc đời em đó? Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu em như vậy? À, thấy anh chị đang hỏi là cho chị cái này cái kia rất nhiều. Rất là hỏi nhiều luôn đấy chị ơi, đợi cho Trinh một tí nhá. Biết rồi, biết là anh chị hỏi ở những cái khác hả ta? Ok. Rất nhiều anh chị đang hỏi. Anh chị đợi hai anh em nhá. Còn thiếu mất một ca mấy like nữa. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm. Em vẫn đứng đây cho anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy nhưng ngày vui em về nơi đâu? Em chỉ đến bên anh lúc say, vì hết sai em đâu ở đây. Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đó? Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy? Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy nhưng ngày vui em về bên anh. Em chỉ đến bên anh lúc say, vì hết sai em đâu ở đời. Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đó? Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy? Bấm like chị ơi. Trời ơi, Đỗ Văn Công này, để số để địa chỉ làm gì được Công ơi. Ok, để số được rồi, đẹp rồi ạ. Anh ơi, chào tất cả anh chị ạ. Tuyệt vời. Bấm like cho em đủ like đi anh chị ơi. Đủ like để em sập sàn với anh chị. Hôm nay thì Duy Trinh sẽ ngồi ở đây, có những cái điều tuyệt vời cho anh chị luôn. Thực sự luôn, Duy Trinh có không muốn ngắt một cái quãng để chúng ta có thể quay trở lại với những cái điều tuyệt vời. Và giọng này tệ quá, thấy hát gì trời. Quan trọng là hôm nay em nghĩ là một cái ngày ý nghĩa, các anh chị đang được nghỉ lễ và có lẽ là các anh chị đang chuẩn bị về quê. Ôi cái giọng của Duy Trinh hôm nay, về quê thì cũng bị bố đuổi ra ngoài thôi. Không nhận, bố không nhận ra anh. Đúng rồi. Về ơi quê ta bánh đa bánh đúng, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dài nắng, phiên chợ nghèo nêu tranh mái xiêu kia sáng. Đưa nhau ta thì về, đưa nhau ta thì về, nơi mẹ đưa nôi, nơi sáo diều chơi vơi, với dòng sông bên lỡ bên bồi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua trên, phiêu bạt nơi phồn hoa cá tôi, đôi khi cánh cỏ xưa lạc vào giấc mơ. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, và tiêu quê hương ta về, ta về đâu. Anh chị ở cái đoạn đó em phải vô em bè thì lại mới hát được, tại cái đó nó cao lắm anh chị.
ý nữa là... em không về quê luôn ấy. hôm nay tính gánh mà gánh không nổi đến đoạn đó là gánh không nổi rồi, gánh như chính còng lưng rồi các chị ạ. Nếu mà kiếm like thôi chị, bấm like cho em đi các chị của em, tình yêu ơi, ơi tình yêu, các tình yêu của em ơi, bấm like đi ạ. Em cỡ nào cho em được cái hát dở cho nhiệt tình lắm. Theo em anh thì về, theo em anh thì về, tắm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre du khi chiều về. Ơi quê ta bánh đa bánh đúng, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu, kia sáng ai như giang chi giang mẹ tôi. Diều trời bơi với dòng sông bên lờ bên bồi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua trên, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ. Nước qua câu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, và thiếu quê hương ta về đâu. Nước qua câu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, và thiếu quê hương ta về bị mấy năm bị dòng như này luôn này, để đâu cả năm ấy, năm mấy hai năm ấy, bây em nhớ là cái cảm giác này rồi, bắt đầu em nhớ này, chứ bình thường là mấy bài này là em khoái lắm. Hai anh em hát bài này được không anh chị? Mày phải buôn lên nhỉ. Vút vút để giống Hàn Quốc. Về Ninh Bình đại lễ 2 tháng 9, Trinh và Lệ hát bài Bác Hồ cho cả nhà nghe. Bác cùng các cháu hành quân à, hay là bài gì? Thế anh em mình phải hát một bài Nhạc Đỏ anh ạ. Nhạc Đỏ giọng hôm nay mà Nhạc Đỏ chắc chết quá các chế. Các chế thương em đi. Ơ gần được 4 ngàn like, 4 ngàn like luôn. Tuyệt vời quá các chế, em yêu các chế nhiều ghê luôn ấy. Xin các chế cho luôn, đúng là tình yêu bao la cái. Kiểu giống như thương em mình ấy, lại bấm like liền nữa. Cảm ơn các chế nhiều. Tổ quốc bài gì? Bài mình có bài gì về Nhạc Đỏ phải không? Hay hát bài cái bài Trường mà... Sơn Đông đi. Có hai bài, anh em mình có hai sợi bài. Sợ nhớ sợi thương ấy. Bài nào cũng được anh ạ. Các anh chị thích bài nào thôi ạ. Giọng này đang tệ rồi. Cái bài này mình có nâng không nhỉ? Em không nhớ nữa. Từ từ nha. Từ từ. Từ từ. Biết mình có nâng không ta? Kẻ cha thì hôm nay mình chiến đi. Sợ gì? Cả cùi mà sợ lờ nữa chứ. Đúng rồi, về quê còn không sợ nữa nào anh chị. Bài này. Ok nhá. Anh chị mà yêu cầu là bọn em không bao giờ. Cùng mắt vọng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thầm, đường xa trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo mỗi bay rừng già cho dài mà tay áo hết dầu rồi em có lấy mang không. Còn em thương bên tay anh mùa đông.
Anh lên xe chơi đồ cơn mưa, cái gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rực rỡ, cay nhanh cây gạt mối riêng tư. Từ nơi em đi sang nơi bên anh, những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến, như tình yêu đôi lời vô tận là đông Trường Sơn ơi, Tây Trường Sơn. Hơi cao. Cái bài này hình như là mình không có nâng nhờ. Nhưng mà vẫn đến được Trường Sơn đâu. Hôm nay phải nâng lên để chứ không là cái giọng anh nó giống mất vịt. Cố gắng tí nha, gánh cho Trinh Bí. Anh chị gánh hai anh em với chị ơi. Gánh bằng cách là 48 41 cho em số điện thoại của em, 48 41 đuôi của em nhá. Bấm cho em nào. Cùng mắc vọng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đâu xa thầm. Đường xa trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo muối bay rừng già cho dài mà tay áo hết dầu rồi em có lấy anh không? Còn em thương bên tay anh mùa đông, nước khe cạn bướm bay lên đó, biết lòng anh say biển đất lạ là trắng. Anh lên xe chơi đồ cơn mưa, cái gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rừng rỡ, cay nhanh cây gạt mối riêng tư. Từ nơi em đi sang nơi nơi anh, những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến, như tình yêu đôi lời vô tận là đông Trường Sơn ơi, Tây Trường Sơn. 4K rồi, đủ điều kiện rồi anh chị ơi, không cần gì. Ngày hôm nay cùng mật võng, phải nói hai anh em mà chiến là gọi là không sợ, gọi là không sợ. Đã quá. Vượt 4.000 like rồi các anh chị ơi, nên 5.000 like đi ạ. Giọng anh này điều yêu thế, trời ơi trời. Giọng giống con vịt chưa? Lâu lắm rồi Duy Trinh mới nhớ lại là ngày xưa Duy Trinh đã bị cái giọng này trong vòng rất là lâu rồi. Với Dinh quét gót sen đấy. Ngồi ngó gót sen. Rồi cắn móng tay, rồi cắn móng chân. Làm tí nhạc cho anh chị tỉnh ngủ nhá anh chị ơi. Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoáng rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọng ngào cũng mấy phen, lắng trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, chắc sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nói ấy về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy người còn hoài xa cánh xa, một mình trong đêm lắng nghe gió thoảng. Nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoáng rơi,
muốn quên đi những phần bèo trôi. Ngọc ngà cũng mấy phen, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gón xem, chắc sắp cõi đời này đỏ đen. Chờ người nói ấy về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy người còn hoài xa cánh xa, một mình trong đêm lắng nghe gió thầm. Vì lời ai hứa một ngày dìu em bước đi, tìm về nơi xa xây yên bình. Đầu non quê xó người còn là mấy viễn du, để lại đằng sau tiếng ai thở dài.